Thằng bạn đã lên giường kéo rèm lại ngủ, đứa ở tầng dưới cũng đã vào đúng vị trí. Lúc này anh ấy lấy bịch đồ ăn ra nhưng mà chưa thấy yên tâm lắm nên đợi thêm một lúc nữa. Nghe được tiếng gáy của hai đứa bạn thì anh ấy biết thời cơ đã chín muồi, nhưng vừa rút cây xúc xích ra bọn bạn đã tỉnh dậy. Quay qua quay lại thì thấy nó đã thay đổi vị trí đến gần mình hơn. Cắn được một miếng thì bản mặt nó đã xuất hiện sau lưng, đã cố tình chờ ngủ say rồi mới ăn mà sao mũi bọn này thính thế nhỉ?